Xin chào tất cả các bạn, mình là Thu Trang và là sinh viên năm 2 của Đại học EDX. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới cho các bạn về một keyword trong buổi học của mình. Mà keyword ở đây là mình sẽ trích được trong cái từ đó là HIMARSE. Và cái từ khóa đầu tiên mà mình chia sẻ tới cho các bạn đó chính là happiness, một hạnh phúc trọn vẹn. Có khi nào các bạn tự thắc mắc rằng tại sao chúng ta lại cần hạnh phúc trọn vẹn và hạnh phúc trọn vẹn là gì hay chưa? Và làm gì mà chúng ta lại phải hướng tới một hạnh phúc như vậy? Trước hết thì chúng ta phải nhận định lại rằng cuộc sống của chúng ta ai cũng làm việc, học tập và sống cuộc sống hướng tới sau này đó chính là một cuộc sống hạnh phúc. Vậy thì cuộc sống là hạnh phúc là như thế nào? Đó là một cuộc sống không có khổ đau, chúng ta không còn cảm giác đó là bị chèn ép, chúng ta không có bị cảm giác đó là có những cảm xúc tiêu cực như là buồn bã, lo âu, tức giận, lo lắng nó chìm đắm quá nhiều trong cuộc sống của mình. Thay vào đấy nó là những cái cảm xúc hân hoan, vui vẻ, phấn khởi để cho chúng ta sống trong một cái công việc hay là trong làm việc hay là trong học tập hay trong cả trong hôn nhân cũng vậy. Bởi vì cuộc sống hạnh phúc như thế mới khiến cho chúng ta thấy được rằng cái giá trị của mình, cũng như là chúng ta thấy được rằng lý do tại sao chúng ta tồn tại. Và chính vì vậy mà mỗi người trong chúng ta cần rèn luyện bản thân mình một bằng cách đó là thấu hiểu bản thân mình, cũng như xây dựng cho mình khả năng có được sự minh triết thì chúng ta mới biết được hạnh phúc là như thế nào và chúng ta sẽ tìm cách xây dựng. Và đó là những keyword mà mình chia sẻ tới cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.